hùng rô kiêu ngạo. Câu đố về những thứ xếp hạng nhất. Phiên bản: nói, lái. Tiên gì có nhiều lông nhất? Đáp án: tiên thề. Là tề thiên. Thần học dở nhất là thần gì? Đáp án: thần đằng. Là thằng đần. Loại cốc nào bơi giỏi nhất? Đáp án: cốc lá. Là cá lóc. Loại bôn nào đàn ông khoái nhất? Đáp án: bôn y. Là bia ôm. Heo có nhiều trường dạy nhất là heo gì? Đáp án: heo nọc. Là học neo. Là học làm móng tay, móng chân. Cá nào cứng nhất? Đáp án: cá đối. Là cối đá. Đồ gì thấp nhất? Đáp án: đồi gấu. Là đầu gối. Bơi kiểu nào đàn ông thích nhất? Đáp án: bơi hia. Là bia hơi. Cây gì cao nhất? Đáp án: cây mận. Là cận mây. Bông đen nhất là bông nào? Đáp án: bông cao. Là bao công.